Theo y học cổ truyền thì châm cứu hoạt động bằng cách đưa năng lượng sống, gọi là khí hoặc chi, đi qua cơ thể theo đường kinh mạch. Châm cứu là một cái phương pháp kích thích những cái huyệt đạo ở những cái vị trí dưới da bằng những cái kim rất là mỏng. Sau khi được kích thích thì cái tác động này sẽ có thể có tác dụng để điều trị bệnh. Khi dòng chảy khí của năng lượng trong cơ thể bị tắc nghẽn thì gây ra tình trạng đau. Đúng. Châm cứu sẽ giúp cho cái dòng chảy năng lượng đó được lưu thông và sẽ có tác dụng giảm đau và điều trị bệnh. Còn theo y học phương Tây là châm cứu sẽ giúp cho cơ thể sản sinh ra những cái chất nội sinh tự nhiên trong cơ thể, ví dụ như là endorphin, thì những cái chất này có tác dụng giảm đau và nó có thể giúp cho não bộ thay đổi cái cảm nhận về cơn đau. Châm cứu chỉ có thể điều trị đau lưng, đau đầu. Sai. Phương pháp này giúp giảm đau cho nhiều nguyên nhân khác nhau như đau đầu, đau vai gáy, cơ xương khớp, đau thắt lưng, đau cổ, đau nửa đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau ống cổ tay, đau do thoái hóa khớp. Đồng thời cũng giúp cải thiện các triệu chứng như rối loạn cảm xúc, rối loạn tiêu hóa, hô hấp, cũng như giúp trẻ hóa da, giảm mất ngủ, hỗ trợ phục hồi chức năng, v.v. Châm cứu là lấy đau trị đau vì kim châm rất to. Sai. Nếu mà được châm bởi những người có kinh nghiệm thì châm cứu thường sẽ không gây đau. Thứ nhất là vì kim của châm cứu thì rất là mỏng, thì khi xuyên qua da thì bệnh nhân sẽ có một cái cảm giác khó chịu nhẹ một xíu ra hết. Thời gian và số buổi châm cứu sẽ tùy thuộc vào mức độ bệnh. Đúng, buổi châm cứu đầu tiên có thể mất đến 60 phút và các buổi tiếp theo thường chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Số buổi tùy thuộc vào tình trạng được điều trị và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu tại bệnh viện FV thực sự an toàn? Đúng. Khi bệnh nhân châm cứu tại FV thì bệnh nhân sẽ được thứ nhất là được khám cẩn thận trước khi châm để tầm soát các cái chống chỉ định. Châm cứu thì thường do các bác sĩ có chuyên môn châm. Kim châm cứu là loại kim vô trùng, chỉ sử dụng một lần. Thứ hai là loại kim đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Thứ ba là máy châm cứu thì được sử dụng, đó là máy châm cứu của Nhật Bản. Khi châm thì bệnh nhân sẽ yên tâm bởi vì bệnh nhân sẽ được đảm bảo một cách an toàn về chống nhiễm khuẩn. Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ khoa y học cổ truyền tầng 2, tòa nhà V, bệnh viện FV. Điện thoại 028 5411 3333, máy nhánh 7000. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like hoặc chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh YouTube Bệnh viện FV để theo dõi những video mới nhất, những thông tin sức khỏe hữu ích các bạn nhé.